Thank you.
tăng với chính quyền địa phương. Kính thưa hương hồn ông Phạm Văn Sản, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thân bằng cố hữu của tam chủ, thưa toàn thể tam quyến. Hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 2021, tức ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu, được tin ông Phạm Văn Sản vì lâm trọng bệnh đã qua đời, toàn thể các thành viên trong ban tang lễ địa phương chúng tôi thật đau buồn và tiếc thương ông vô hạn. Chúng tôi xin được thắp nén nhang thơm kính viếng hương hồn ông và xin được chia sẻ nỗi đau buồn thống thiết nhất với gia đình ông, con cháu ông. Xin trân trọng kính mời ông Đặng Văn Tuyên, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, thay mặt ban tang lễ địa phương lên thắp một tuần nhang trước khi tiễn đưa ông về nơi yên nghỉ cuối cùng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thân bằng cố hữu của tam chủ, thưa toàn thể tam quyến. Ông Phạm Văn Sản sinh năm 1957 tại thôn Văn Huế, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nay là tổ dân phố Văn Huế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Vì lâm trọng bệnh, ông đã qua đời. Mặc dù ông đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc, nhưng ông không qua khỏi. Ông đã tạ thế vào hồi 14 giờ 35 phút ngày 24 tháng 2 năm 2021, tức ngày 13 tháng Giêng năm Tân Sửu, tại nhà riêng thuộc tổ dân phố Văn Huế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, hưởng thọ 65 tuổi. Cả đời ông luôn cần cù chịu khó, vượt qua mọi khó khăn thử thách để nuôi dạy các con, các cháu khôn lớn trưởng thành. Ông luôn sống hiền lành, chân thật giản dị, tình cảm với làng xóm quê hương, hết lòng yêu thương các con, các cháu. Ông là người có phẩm chất tốt đẹp, luôn gần gũi với mọi người, vui cùng vui chung trong niềm vui cùng mọi người, buồn cùng buồn chung trong nỗi buồn cùng mọi người. Ông thực sự là tấm gương sáng cho các con, các cháu của ông học tập và noi theo. Nay ông mất đi không chỉ là sự mất mát riêng của gia đình, các con, các cháu ông, mà còn là sự mất mát chung của cả cộng đồng làng xóm quê hương. Tham nôi, thế là từ nay ông vĩnh viễn xa rời nơi trần thế. Vòng luân hồi đã đưa ông về nơi thiên đàng, ở đó đấng siêu nhiên tuyệt đối vĩ đại đã sản sinh ra con người từ cát bụi, nay lại đưa con người về với cát bụi. Hẳn là từ nay ông đã rũ bỏ mọi khổ đau, mọi lo toan vất vả thường nhật, mà thanh thản ung dung bước vào chốn bồng lai thiên cảnh để yên giấc ngàn thu. Trong giờ phút thiêng liêng này, không biết nói gì hơn, thay mặt ban tang lễ địa phương xin được cầu nguyện cho hương hồn ông về nơi thiên đàng, hồn phách ông được hoàn toàn siêu thoát nơi chín suối. Tiếp thương ông, trước khi đưa ông về nơi yên nghỉ cuối cùng, tôi đề nghị các thành viên trong ban tang lễ địa phương cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các quý vị có mặt trong phòng tang lễ ngày hôm nay để một phút mặc niệm ông Phạm Văn Sản. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tổ dân phố Văn Huế,
cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, họ hàng nội ngoại, các bậc thống gia cùng toàn thể bà con, cô bác xóm giềng, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa. Được phép của mẹ, cháu và sự ủy quyền của các em trong gia đình, cháu xin thay mặt gia đình có đôi lời chia sẻ. Kính thưa toàn thể tam phòng, bố cháu đã ra đi, thật vô cùng đau xót cho gia đình chúng cháu. Sau một thời gian chống chọi với bệnh tật hiểm ác, bố chúng cháu đã vĩnh viễn ra đi, nơi vĩnh hằng để lại cho mẹ con cháu, anh em chúng cháu và toàn thể gia đình một sự thiếu hụt vô cùng lớn lao, không gì bù đắp được trong đời sống tình cảm về mọi phương diện của gia đình chúng cháu. Từ khi bố chúng cháu nhiều lần lâm bệnh, đến những giây phút cuối cùng, và cả trong buổi tang lễ hôm nay, chúng cháu đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể, các cụ, các ông, các bà, các cô dì chú bác, các anh chị em, bạn bè và bà con thân bằng quyến thuộc đã thăm hỏi khi bố cháu cũng đau, chia buồn, phúng viếng, tiễn đưa bố cháu về nơi vĩnh hằng. Không biết nói gì hơn hết, chúng cháu được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả mọi người về nghĩa cử ân cần và cao đẹp đó. Bố ơi, giờ đây linh hồn bố đang ở nơi đâu? Các thế hệ chúng con tuy ở nhiều phương trời khác nhau, nhưng đại đa số đã tề tịu họp mặt về đây hôm nay để tiện đưa bố. Chúng con sẽ không bao giờ quên hình ảnh thân thương của bố. Bố đã dành trọn sức lực của cuộc đời mình để yêu thương, chăm lo cho các con, các cháu. Lúc còn sống, bố cứ tần tảo lo toan cho đứa ở gần, ở xa. Nay chúng con đã trưởng thành, nhưng chưa đền đáp được gì thì bố đã vội bỏ chúng con để theo ẩu tiên tổ. Chúng con hằng mong bố sống lâu hơn để hàng ngày vui vẻ cùng con cháu. Nhưng tha nôi tạo hóa xoay vật, tử thần nghiệt ngã, bố đã vĩnh viễn ra đi. Bố ơi, xin bố hãy thanh cả nơi cửu tuyệt để Đức Thế Tôn tiếp dẫn về nơi đất Phật Tây Phương Cực Lạc an giấc ngà thu. Vĩnh biệt bố, kính yêu của chúng con, kính thưa toàn thể tăng phòng, một lần nữa thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị đại diện cho chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể, các cụ, các ông, các bà, các cô dì chú bác, các anh chị em, bạn bè, bà con thân bằng quyến thuộc, ban tổ chức lễ tang cùng tất cả mọi người đã đến thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng, tiễn đưa bố cháu về nơi an nghỉ cuối cùng và giúp đỡ gia đình chúng cháu tổ chức lễ buổi tang lễ cho bố cháu được chu toàn và trang trọng. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình xin mong được lượng thứ. Sau khi tiễn đưa bố cháu về nơi an nghỉ cuối cùng được mồ yên mả đẹp, gia đình xin kính mời toàn thể các cô, các ông, các bà, các cô dì chú bác, các anh chị em, bạn bè và bà con thân bằng quyến thuộc trở lại tang gia sơi lưng cư nhà để gia tăng bớt phần hiếu quạnh. Cháu xin trân trọng cảm ơn.